cái đàn ruột common này đang cõng nhau đi shopping nha. Oh my good job luôn, nhìn này nhìn này. Ờ các bạn ơi, giờ common này thường gọi là giờ common cá sấu nha các bạn nha, các bạn cùng quan sát đi này. Giờ common chưa có khủng nô đây nè. Ái da da, oh my good job luôn đấy các bạn nhìn này. Giờ common ấy, cái bạn giờ common này với cái bạn cá này đang cõng nhau đi shopping này các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm ấy các bạn. Các bạn nhìn này, hôm nay mình bắt được rất nhiều những con cá đột biến siêu to khủng nô nha, các bạn cùng quan sát nha. Để con cá coi bướm này, có cái màu trắng ngọc trai luôn nha. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm ấy các bạn ơi. Mình bắt được mấy nghìn con cá liền ấy. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nha các bạn nha. Các bạn nhìn này, mình bắt được rất là nhiều cá koi ấy. Đây là cá koi này, cá ba đuôi nữa. Rất là nhiều những loài cá đẹp luôn nha các bạn nha. Đi xe lên phía trên này là cái khu chăn nuôi rùa của mình nha mấy bạn ơi. Ở đây này các bạn này, đấy, mình có rất là nhiều các con vật dễ thương nha các bạn nha. Mình đi xe lên phía trên này là cái khu chăn nuôi thỏ của mình nha các bạn. Đây này các bạn thỏ này. Ô, oh, ok, kìa, 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 kìa. Các bạn nhìn này. Ok, kìa, kìa. Ôi thỏ. Ôi thỏ đi đâu rồi? Ôi thỏ đi chơi rồi. Ôi thỏ kìa, kìa, kìa. Oh my good job luôn. Đấy. Ồ. Ai dạ dạ. Các bạn nhìn này, đây là cái khu chăn nuôi rùa của mình nhá. Bên trong cái bể này mình nuôi rùa đấy các bạn ơi. Đây cái bạn rùa này xinh này. Cu tê cun ngầu này. Đây cái bạn rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nhá. Ái dạ dạ. Xịn xò đấy nhờ. Ok, đấy rùa vẽ đông xịn các bạn nhá. Đây cái bạn rùa này đẹp đi này, có cái mai màu xanh nhá. Ai dạ thật cu tê cun ngầu thế nhờ. Ok các bạn, đấy các bạn thấy đẹp không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Ok và bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chăn nuôi cá của mình nha các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nha các bạn nhìn này. Đấy, mình bắt được mấy cái chậu cá đây luôn nhá. Đi xe lên phía trên này là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nha các bạn. Đi nè, các bạn nhìn này, cái bạn thỏ kìa. Ui, ai dạ dạ, đi chơi về rồi ha. Ô các bạn nhìn này. Đấy, cái bạn thỏ đi chơi về rồi nhá. Đây này các bạn này, mình rất là thích hai cái bạn thỏ này nhá. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi cắt rau mang về cho thỏ ăn đi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Ok kìa 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 kìa. Ui ui. Xịn xò nhá. Ô các bạn nhìn này. Đấy cái bạn thỏ đang ăn rau nhá. Cu tê thế nhở. Cu tê cun ngầu thế nhở. Ok. Ăn rau nhá. Ok. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đấy, thỏ đấy các bạn. Mình rất là thích hai cái bạn thỏ này nha. Đấy, đấy mình rất là chăm chỉ đi cắt rau mang về cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Đấy, ăn đi, ăn đi. Ok kìa kìa kìa, ăn kìa. Ui, ngon thế nhờ. Ui giời ơi, kìa kìa kìa. Dễ thương nha. Các bạn ơi, đi xe lên phía trên đằng này là cái khu chăn nuôi chuột của mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xe lên cái phía nuôi chuột của mình nha các bạn. Đây 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 đây. Đây các bạn này. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cái nhà dành cho chuột hamster nhá. Đây này các bạn nhìn này. Ui giời ơi. Xịn xò nhá. Ôi trời ơi, dễ thương nhá. Các bạn ơi, đấy, hamster nhá. Hamster thuộc loài chuột cảnh nha các bạn nhá. Cho nên là bắt nó thoải mái, nó không có cắn đâu các bạn nhá. Đấy, rất là xinh luôn ý. Đây này, cu tê cun ngầu lắm nhá. Đấy, ui trời ơi, kìa các bạn nhìn này. Ui trời ơi, dễ thương nhá. Hamster ấy, chuột hamster đấy các bạn ơi. Ok, đấy mình nuôi rất là nhiều nhiều chuột hamster sinh sản nha các bạn nhá. Ôi đẹp lấy. Ui trời ơi. Ok ok đấy, các bạn thấy cu tê cun ngầu không nào? Rất là dễ thương nhá. Đây nè, các bạn nhìn này. Ok đấy. Đây là con chuột hamster này mọi người ơi. Đấy, mình bắt nó thoải mái các bạn. Nó không có cắn ấy, như chuột sinh sống ngoài đồng, ngoài rừng đâu nha. Ôi, rất là lành luôn nhá. Đấy, ôi mình nuôi chuột sinh sản các bạn nhá. Có rất là nhiều những con chuột nhá. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ cá nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nha mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ bể cá nhá các bạn nhá. Đi xe lên phía trên này là cái khu chăn nuôi cá của mình nhá các bạn đi. Các bạn nhìn đi. Đấy, đây này. Ô cái bạn thỏ này đi chơi. Ôi giời ơi, lại đi chơi này. Ôi giời ơi, tân. Ôi, ô kìa 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 kìa. Hai cái bạn thỏ này rủ nhau đi chơi rồi kìa. Ôi xịn nha. Dễ thương nha. Đấy các bạn ơi. Đây. Ôi dễ thương nhờ. Cu tê cun ngầu nhá. Mình rất là thích hai cái bạn thỏ đến nhà. Ôi giời kìa kìa kìa. Xịn xò nhá. Đây này các bạn này. Mình nuôi rất là nhiều cá các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Đây là cá mập này các bạn này. Đây cá mập siêu to khổng lồ này. Oh my good job luôn. Ấy đấy, cá mập kìa. Ok kìa kìa. Sủi bóng bóng nha. Ôi xịn nhỏ. Đấy, đây. Tôm này các bạn. Đấy, tôm hùm Alaska siêu to khủng lồ nhá. Bự nha. Tôm hùm này các bạn ơi. Đấy, bạn rùa này xịn này. Bạn rùa này đẹp đây. Oh my good job luôn. Đấy. Ok các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nha. Đấy các bạn. Một cái xe công nông cá luôn. Ok, đây các bạn nhìn này, đây con cá. Hề lấy, để con cá hề này có cái bụng tròn tròn này. Ui, cu tê cun ngầu thế nhờ. Đây, con bạch tuộc này các bạn.
Đấy, bạch tuộc này, cu teo, chị nào. Bạch tuộc có 8 cái râu nha các bạn nhỉ. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn, cùng quan sát nha. Đây là cái bể bơi mình dùng để nuôi cá đó các bạn nhá. Đấy, xịn không? Đây này các bạn này, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Các bạn nhìn này, mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn đấy nhá. Rất là nhiều những con cá đẹp nhá các bạn nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok, ok, để các bạn này mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhá. Đây là con cá koi này, bự này mọi người ơi. To ơi, bự. Ái da da, xịn nhá. Đấy, ở đây là các bạn mình bắt được nhiều cá lắm. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Ok, đấy. Bây giờ mình sẽ thả cá vào rồi mình sẽ đi bắt cá nữa nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mấy nghìn con cá liền này. Đây con cá koi bướm này. Cu tê cu ngầu luôn. Ok, xịn xò luôn. Oh my good job luôn. Đấy các bạn này, cá koi có cái màu bò sữa này. Oh, đây con cá koi bướm này đẹp này. Ơi xịn đi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn. Đây này các bạn này, con cá koi này đẹp này. Xịn nè, đây các bạn nhìn này. Đấy, ok các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nha. Đây này các bạn. Ui, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá đẹp luôn nha. Rất là nhiều cá đột biến đấy các bạn ơi. Đột biến đầy những màu sắc đẹp nha. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nha. Đây cái chậu cá này có rất là nhiều cá koi nha. Đấy, các bạn cùng quan sát nha. Đây này, cái bạn cá có cái màu vàng này đẹp đây này. Đấy, xịn không? Oh my good job luôn. À đây các bạn nhìn này. Đấy, có bạch tuộc đây. Bạch tuộc này. Bạch tuộc có 8 cái râu này các bạn này, có cái màu đỏ luôn nhá. Ấy cái bạn tuộc này xin này. Đấy, bạch tuộc đấy. Ôi xịn nhờ. Ok, à đây các bạn nhìn này. Con cá này đẹp này. Các bạn ơi, con cá này xịn nè. Con cá này là con cá phát lộc phát tài nhá. Có cái màu trắng này các bạn này. Ui, cun ngầu thế nhờ. Cun ngầu thế. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm ấy mọi người ơi. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy cơ mà. Rất là nhiều những loài cá đẹp nha. Ok. Đấy, và các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Đây các bạn nhìn này, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá hồng két đỏ nha. Ui, cun ngầu thế nhờ, xịn luôn. Ok, đấy. Oh my good job luôn. Oh, đây này các bạn này, các bạn nhìn này. À, mình bắt được cá chê luôn này. Cá chê, à đây con cá này đẹp này các bạn. Con cá này là con cá la hán này. Có cái đầu tròn tròn luôn. Rồi và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt cá nữa nhá. Ok, let's go nào. Ở cái mương thoát nước này có cá này các bạn ấy. Có nhiều cá lắm nhá. Để hai cái bạn cá coi bướm này. Một con cá có cái màu trắng này đẹp này. Con cá có cái màu trắng này là con cá coi bướm ấy các bạn. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá. Ôi xịn này các bạn nhìn này. Ôi đẹp thế. Đẹp nhỏ. Ôi, đẹp như con bướm bay trên bầu trời luôn ấy các bạn. Ấy xịn đấy nhỏ. Cá coi bướm đấy. Ok đấy các bạn. Đấy, mình bắt thêm được một con cá nữa rồi nhá. Ấy bây giờ mình sẽ múc thêm nước vào trong cái chậu đựng cá này cho cá nó thở nhá. Ấy ok đi, còn con cá nữa các bạn ơi. Đây con cá này, con cá coi bướm có cái màu cam của cái bạn thỏ thức ăn đây, củ cà rốt đây. Đấy ok, bên trên cái mương nước thoát nước này vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhá. Ok đây này. Ồ xịn nhỏ ấy, như vậy là mình bắt được hai con cá rồi nha các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Ok, bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhá. Đây này, con cá coi bướm có cái màu vàng nữa đây này. Ui ui to thế, bự nha. Ôi đi lên đấy, cá coi bướm ấy các bạn, đẹp không, bự nhỏ. Ok đấy. Ui bự nha. Ok ui nhiều cá quá các bạn ơi. Các bạn nhìn này, bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm đấy này. Ui con cá coi có cái màu đen này. Ui rồi bơi giỏi thế. Ở đây ui to phết đấy các bạn. Ở đây ái giả. Ok đấy, bự ơi. Ok các bạn, đấy mình bắt được 4 con cá rồi nhá. Úi dồi ôi, nhìn này, bên trên cái mương nước thì vẫn còn cá nữa các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, một ổ cá liền nhá. 1 2 2 3 con cá liền. Úi dồi ôi. Đây các bạn này, con cá này đẹp quá. Con cá này là con cá có cái màu vàng luôn nhá các bạn nhìn này. Úi dồi. Ai cả bơi giỏi thế. Ồ các bạn ơi, đây con cá mà có cái bụng tròn tròn này là con cá ba đuôi nhá. Đấy, cái loài cá ba đuôi thường nó sẽ có cái bụng tròn tròn như vậy các bạn, nó bơi như con heo luôn, nó không bơi được nhanh đâu các bạn. Ok, ở bên trên cái mương nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhìn này. Ui dồi ui, một ổ liền nhá. Đây đây, ui dồi ui. Oh my good job luôn. Đây bơi cả. Ok ha. Đấy, con cá này là con cá coi bướm có cái màu vàng cái này các bạn nhìn này. Ui đẹp nhờ. Hơi bị siêu cute cun ngầu với nhỉ. Đấy, ui dồi ui. Còn nhiều cá quá các bạn ơi. Đây nhìn này. Còn con nữa này. Ui dồi. Oh my good job luôn. Đấy. Ấy, ui dồi, ai là bơi giỏi lắm nhá. Đấy, ôi con cá này xinh thế. Ui dồi, xinh nhờ. Ôi, khỏe nữa nhá. Các bạn ơi, bên trên cái mương thoát nước này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây này các bạn nhìn này,
Ôi dồi ôi, một ổ cá liền nhá. Đây đây, nhìn này, ôi dồi ôi. Ô mày cứ chấp này, các bạn nhìn này, con cá này là con cá chép nai coi nhá. Các bạn ơi, cá chép nai coi thường nó sẽ có cái thân hình rất là dài như vậy nha các bạn. Có cái màu đỏ đây này, ôi dồi ôi, nhiều cá quá các bạn ơi. Đây này, các bạn nhìn này, mình bắt được một cái chậu cá đầy rồi đây này. Ôi dồi ôi, ô mày cứ chấp luôn. Ê các bạn ơi, bên trên cái mương này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây này, đây này, một ổ liền đây này. Ôi dồi ôi, ai già già, còn rất là nhiều cá đẹp nha. Đây này các bạn nhìn này, ôi dồi, xịn đi, con cá này có cái màu đỏ đây này. Đấy, cá chép lại coi đây, xịn không? Ok, ôi mày cứ chép thôi. À đây còn con cá gì đây? Ô các bạn ơi, con cá này đẹp đây này. Con cá này lạ lạ, ô con cá chim này các bạn ơi. Ô cá chim này, ôi dồi ôi xịn. Cá chim ấy, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhỉ. Đây là cá chim rất là đẹp như vậy các bạn. Đây này, xinh không? Oh my good job luôn đấy, cả chim nhá. Oh my good job luôn. Ok các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này. Oh, cái bạn rô này đang đi chơi đây này. Ui dồi ôi, đi qua cái đường quốc lộ luôn đây này. Oh, cái bạn rô common nhá. Common hay thường gọi là rô common cá sấu nhá các bạn. Đấy, rô common đây này các bạn nhìn này. Ui dồi ôi, bự nhá. Oh my good job luôn. To siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. Rô common đấy các bạn ơi, to lớn nhá, siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình tìm kiếm và bắt được ba cái bạn rùa luôn nha. Đây này, nhìn này các bạn này. Ấy, một cái bạn rùa common này, một cái bạn rùa vẽ đông và một cái bạn rùa tai đỏ nhá. Đấy, các bạn ơi, à, bây giờ mình sẽ dọn cái bể cá chê này nhá. À, mình sẽ quay lại trong quá trình dọn cái bể cá chê này cho các bạn xem nhá. À, cái bể cá chê này dính rất là nhiều bèo này các bạn. Bây giờ mình sẽ bới bèo ra để quay cá chê cho các bạn xem nhá. Ôi, cá chê này, mình nuôi nhiều cá chê lắm các bạn ơi. Đấy, cá chê mà to bằng con heo. Đây các bạn, con heo SSSS ấy. Bên này, ui dù ui, hàng nghìn con cá chê này đấy các bạn. Cá chê màu đen, cá chê màu trắng, cá chê màu vàng các bạn nhá. Đây này, cá chê có cái màu trắng này là thuộc loài cá chê đột biến nhá. Cá chê trắng bạch tạng đấy các bạn ơi. Đây này, cá chê bự đây này. Cá chê mà to bằng con heo đấy các bạn. Con heo SSS ấy. Ui, nó bự nhiều các bạn. Hơi nhiều hơn nhá. Nhiều lắm đấy các bạn. Ui dù ui, siêu to khổng lồ nhá. Đây này các bạn nhìn này. Ui dùi ui, cá chê một to một con heo đấy các bạn ơi. À các bạn ơi, cái bể này mình nó rộng các bạn ơi. À, mình dọn xong mình sẽ bơm nước vào nhá. À mình sẽ quay lại quá trình cho cá chê ăn cho các bạn xem sau nhá. Bây giờ mình sẽ dọn cái bể này nhá. Nhiều cá chê lắm các bạn ơi. Đây này, nhiều bèo luôn nhá. Đấy, ui dùi ui, có thể thấy nhiều cá không nào. Rất nhiều cá chê luôn nhá. Các bạn ơi, có cả cá lóc các bạn nhá. Cá lóc ấy, cá lóc đồng ấy. Đây này, cá dọn bể nữa kìa. Rồi cá lia thia ếch như kiểu rùa ếch các kiểu luôn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy, cá lóc ấy nó lươn như kiểu, ôi dồi ôi. Oh my good job, nó lươn luôn nhá. Ôi dồi ôi các bạn ơi. À, sau một khoảng thời gian thì mình đã dọn xong cái bể này rồi nhá. Mình bơm nước đầy rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cá ăn cho các bạn xem nhá. Đấy, mình đang cho cá ăn cám nhá. Mới đầu thả xuống thì cá nó vẫn chưa ngửi thấy mùi thơm của cám ấy các bạn. Nó chưa ăn nhá. Rồi khoảng 3 giây sau nó ngửi thấy mùi thơm này, nó táp rồi các bạn. Nó táp này, nó ăn phải nói là như heo ăn luôn. Rồi đây, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, nhìn kìa, các bạn nhìn này. Ui dồi ôi, xịn xò thế nhờ. Oh my good job luôn. Ấy, cá chê nó ăn khỏe lắm các bạn. Cá chê nó ăn rất là khỏe luôn nha. Cá chê thuộc bộ cá da trơn các bạn nha. À, cá chê nó ăn cũng rất là giỏi luôn. Ấy, ui dồi ôi, ăn kìa. Cá chê ăn khỏe các bạn. Các bạn nhìn này, ôi dồi ôi. Cá chê ăn rất là giỏi luôn nhá các bạn. À, một bao cám thả xuống cũng hết luôn. Ăn rất là khỏe luôn. Đấy, chịu không? Ôi dồi ôi, cá ăn rất giỏi luôn. Đấy, xịn lắm. Cá chê là loài cá rất là tham ăn các bạn nhá. Thả bao nhiêu cũng hết luôn. Nó hám ăn lắm nha. Ok. Rồi các bạn ơi, và bây giờ mình cùng các bạn đi bắt các con vật dễ thương luôn nhá. Các bạn nhá. Ok, đấy cá chê đây các bạn. Cá chê đang ăn rất là ngon luôn. Đấy các bạn nhìn kìa. Ôi dồi. Các bạn ơi, đấy mình thả một bao cám xuống ăn núc hết luôn các bạn. Cá chê ăn giỏi lắm nhá. Ăn rất là khỏe luôn. Oh my good job luôn. Đấy. Siêu cute cun ngầu này các bạn này. Ai đẹp đây. Ôi kìa. Ui các bạn này. Ai mình tìm thấy có một cái bạn vịt nữa đây này. Ôi thôi. Cái bạn vịt lớn nhá. Ai à. Chạy chạy chạy. Ok hả. Bạn ơi. Ai giật. Rồi. Ok hả. Ô cái bạn vịt này chạy nhanh thế nhỏ. Đấy mình bắt được con vịt siêu to khủng ngầu các bạn. Con vịt này thuộc loài vịt siêu đẻ trứng nhá. Đấy, oh my good job luôn. Ở ba bốn cái bạn vịt đang nhảy hip hop này. Ôi tân cả ông xịn nha. Đấy, 1, 2, 3, 4 cái bạn vịt đang nhảy hip hop nha các bạn ơi. Ôi xịn nhờ. Ok, bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Bơm nước vào cho vịt bơi các bạn nhá. Ok ấy, ở cả cá chê các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Bơm nước vào cho vịt bơi các bạn nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4 cái bạn vịt đang tắm nha. Ấy, nó vừa nhảy hip hop nha mấy.
Ồ các bạn nhìn này, xịn phò luôn ý. Ok đấy. Ồ, 1, 2, 3, 4 các bạn vịt đang bơi nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bơm nước rồi nha. Sau một khoảng thời gian bơm nước thì nước đã đầy các bạn nhá. Các bạn nhìn này, 4 bạn vịt đang tắm nhá. Ôi giời. Đây các bạn này, bây giờ mình sẽ quay những con cá các bạn xem nhá. Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Đây các bạn nhìn này, con cá này là con cá koi nhá. Đấy, cá koi bướm ấy, có cái màu trắng luôn nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Đây này các bạn cùng quan sát nhá, đây con cá koi có cái màu vàng này. Đấy, cá koi đấy các bạn ơi, cá koi vàng nhá. Đấy, xịn không? Oh my good job luôn. Ok, đấy, mình đã thả hai con cá vào trong chậu rồi nhá. Bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu những loài cá nhá. Đây con cá chuối này mọi người ơi. Cá chuối này, ui dồi ôi. Cá chuối hay thường gọi là cá lóc đấy mọi người. Ai đi học thế nhỉ? Đấy, ba con cá nhá. Ok, đây còn con cá nhiều lắm các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây này, con cá này, con cá koi bướm có cái màu cam cam này. Bự lắm nhá. Đây này, thì tao khủng nối. Đây này, ui dồi ôi. Ôi, bụng tròn xoe luôn. Tròn xoe như con heo luôn. À, dạ dạ. Mọi người ơi, bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu những loài cá nhá. Đây con cá koi bướm nữa này. Có cái màu đỏ luôn nha mọi người nhá. Ui, nó bự nhờ. To không nào? Thì ta khủng nồi luôn nha. À đây, cái bạn hoàng tử ếch này mọi người ơi. Đấy, hoàng tử ếch đây. Ui dồi, có cái da sần sùi nhờ. Hoàng tử ếch đây. Cú tê cun ngầu luôn. Ok, à đây này mọi người. Con cá ba đuôi có cái màu đen này. Ôi xịn nhờ. Đây các bạn cùng quan sát nha. Đây con cá ba đuôi có cái màu đỏ nữa này. À, cun ngầu đấy nhờ. Ồ các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn. Đây con cá này, con cá koi bướm nữa này. Đấy đẹp không? Đấy có cái màu cam cam luôn nha. Xịn nhờ. Ok. Con cá này đẹp quá mọi người ơi. Con cá koi bướm có cái màu cam nữa này. À, xịn thế. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nha. Rất là nhiều những con cá đẹp nha mọi người nhá. Đây con cá koi nữa này. Đấy, cá koi đấy. Rất là nhiều cá koi nha mọi người nhá. Đây con cá ba đuôi nữa này. Ồ, con cá ba đuôi này xinh nhỉ. Có cái màu trắng cái màu đỏ luôn nhỉ. Đấy có cái bụng tròn tròn luôn. Ok, à đây con cá chép này. Cá chép này mọi người, cá chép thuộc loài cá nước ngọt nha. Đấy, cá chép nó cũng có rất là nhiều màu sắc nha. À đây này, xịn này, mọi người nhìn này. Con cá chê nha. Con cá chê hùng vĩ màu vịt này. Cu tê cun ngầu không? Xịn xò luôn. Đấy, cá chê hùng vĩ nha. À đây con cá chim này. Cá chim này mọi người ơi. Cá chim này. Ui. Ôi xịn nhá. Con cá chim này. Đâu rồi? À đây nè, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha mọi người nhá. Đấy, có cái vây màu đỏ kìa. Hơi bị cu tê cun ngầu luôn đấy nha. Ok. Đấy, cá chim nhá mọi người nhá. Ok, có cái vây màu đỏ luôn nha. Đấy, oh my good job luôn. Xịn xò luôn. Đây con cá ba đuôi. Con cá ba đuôi này tròn tròn này. Đấy, có cái sừng luôn. Ok. Đây này các bạn này. Đấy, hôm nay mình bắt được nhiều cá ba đuôi lắm nhá. Rất là nhiều cá ba đuôi đẹp các bạn ơi. Đây này mọi người này. Úi dồi ui, hamster nhá. Đây này, hamster thuộc loài chuột cảnh nhá mọi người nhá. Cho nên là bắt nó không cắn đâu nhá. Nó không cắn như kiểu chuột sinh sống ngoài rừng, ngoài ruộng đâu nhá mọi người nhá. Đây là những con chuột hamster nhá. Đấy, hamster đấy. Cú tê cun ngầu luôn. Đấy, ok các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt hết lại những con hamster này vào trong cái lồng nuôi chuột của mình nhá mọi người nhá. Đấy, hamster đấy. Hơi bị cú tê cun ngầu luôn nhá. Đấy, rất là xịn luôn ý. Cho mình đang nuôi chuột hamster để cho nó sinh sản đấy các bạn ơi. Cho nên là mình có rất là nhiều những con chuột hamster con như vậy các bạn. Đấy, đây là những con chuột hamster con mới được để ra được khoảng 3 tuần tuổi nhá mọi người nhá. Ok, đây là con các bạn nhá. Đi đi. Xịn đây này con đây này. Đây là con chuột màu vàng này, đẹp đây này, cú tê đây này. Ôi trời ơi, chơi trốn tìm kỹ thế nhỏ. Ui xinh đi, cú tê nhỏ. Đấy, có cái màu vàng cát luôn nhá. Hơi bị đẹp luôn đấy nhỉ. Ok. Các bạn ơi, và bây giờ các bạn cùng mình đem những con hamster này mang về cái khu chăn nuôi của mình nhá. Rồi mình sẽ đi bắt cá thêm cho các bạn xem nhá. Ok, đấy, hamster đấy. Cú tê cun ngầu không? Ok, đi nào bạn ơi, let's go nào. Đây này, chuột hamster nhá. Loài chuột hamster nó rất là nành các bạn ơi. Đấy này, hamster bỏ trốn ra cái góc vườn này các bạn ơi. Những con hamster nhá. Ôi xịn luôn. Đấy, chuột hamster thì nó có hình dáng như vậy các bạn. Nó rất là nhỏ luôn nhỉ. Đấy, xíu luôn. Ok, đẹp đấy. Hơi dễ thương các bạn ơi. Ok, nào. Đấy, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. 11 con chuột hamster luôn các bạn. Đây này, con chuột này có cái màu vàng cát này. U đẹp nhá. Các bạn ơi. Xịn không? Mình nuôi rất là nhiều những con chuột đấy các bạn ơi. Ok. Đấy, nó đang đào hang kìa. Đang đào đất kìa. Ui dồi, xịn luôn. Ô bới kìa. Ôi trời. Đấy, chuột hamster là thuộc loài chuột cảnh như đây này. Có cái hình dáng rất là nhỏ xíu như vậy các bạn. Đấy mình bắt nó không bao giờ cắn đâu các bạn ơi. Nó rất là nành luôn nhỉ. Đây đi, đang đào đất kìa.
Ái chà chà, rồi đào làm gì? Ô kìa, con này đẹp đấy này. Con này có cái màu xám này các bạn này. Ái chà chà, màu xám luôn ấy. Ok, con này có cái màu vàng luôn này. Ô kìa, đào đào kìa. Ái, chăm chỉ thế nhở. Này mấy con hamster thì chăm chỉ thật đấy. Rất là thích đào hang đào hố các bạn ấy. Đấy, ôi là xịn luôn. Ô kìa, đào kìa. Ôi. Ok các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh và like video nhá. Đây con chuột đấy các bạn. Hamster thì nó có hình dáng như vậy các bạn. Nó rất là nhỏ luôn nhỉ. Mini Cooper luôn. Xịn luôn. Đấy, rất nhỏ luôn. Nhỏ xíu luôn. Để con này. Ô kìa, đẹp đấy. Ờ xinh không? Để con này xinh thật đấy. Ờ dễ thương. Ờ dễ thương ấy. Xịn sò đấy. Ôi kìa kìa kìa. Oh my good job luôn. Ồ ai già già. Ôi già đẹp đấy. Còn đấy xịn nhá. Ồ các bạn nhìn này. Ồ các bạn nhìn này. Ơi kìa kìa kìa. Ui giời bò kìa. Ờ dễ thương nhá. Ui giời to kìa. Đấy các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều các con vật dễ thương các bạn nhỉ. Đây con ếch kìa xịn nè. Ấy con ếch này có cái lưng màu xanh nhá, có cái bụng màu cam cam mà hơi đẹp luôn ấy. Đây là con ốc sên này các bạn này. Đấy các bạn, con ốc sên đây này. Con ốc sên nó cũng có mắt nhá. Lát nữa mình sẽ quay cận cảnh hơn cho các bạn xem nhá. Đây con ốc sên nhá các bạn nhá. Đấy xịn lắm nhá. Con ốc sên nó cũng có mắt nhá. Đây này, cái mắt của nó ở hai cái râu ấy các bạn. Đây này, đây. Ui dù ui xịn đấy nhờ. Cute cute ngầu đấy các bạn nhìn này. Ui giời. Con ốc sên đấy các bạn ơi, đẹp nhờ. Đấy, ốc sên nó có cái màu đặc biệt không? Rất là đẹp luôn nhở. Ui dù ui xinh thế. Các bạn ơi và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt cua nhá. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nhá. Đấy, cua đây này. Ui dù ui. Con cua này có cái màu đỏ nha. Ấy đẹp nhở. Con cua đấy các bạn ơi, đẹp không? Con cua có 8 cái chân mà hay 2 cái càng nha các bạn. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều cua các bạn ơi. Một giỏ cua đầy luôn. Đây còn con nữa đây này. Đây còn con cua nữa này các bạn ơi. Con cua này cũng có 8 cái chân với 2 cái càng này. Ôi đẹp thế. Ui xịn nhở. Cút tê cút ngầu thế nhờ. Ôi dồi ôi dễ thương đi. Oh my good job luôn các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được một giỏ cua đầy này các bạn nhìn này. Mình bắt được rất là nhiều những con cua đẹp nhá. Cua màu đỏ này, cua màu vàng này, cua màu đá này. Đấy một giỏ cua nhá. Ok và bây giờ mình sẽ đem những con cua này mang về nhá. Rồi mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn nhá. Ok. Ok let's go bạn ơi. Ái giật giả. Chiều muộn rồi các bạn ha. Có bạn nào đi chăn bò với mình không nhở. Đấy đây này các bạn này. Đấy có bạn nào đi chăn bò với mình không nhở. À, đi chăn bò nhá. Đây con bò nha các bạn. Con bò này có cái màu đỏ của chiếc siêu xe Lamborghini này. Xịn xò luôn đi. Ok đấy con bò này các bạn. Đấy. Oh my good job. Kìa. À đây này các bạn. Con bò con nó dẫn mình tới con bò mẹ này này các bạn này. Đây con bò mẹ này xịn xò này. Đây này các bạn bò này dễ thương này. Cute này. Cun ngầu này. Có cái màu đỏ luôn nha. Đấy. Hai con rắn hổ mang chì nhá. Có cái màu đen luôn nha. Ôi trời ơi xịn xò nha. Các bạn ơi. Ấy rắn đi rắn hổ mang chì nhá. Ui ai chà cái bạn rắn này đánh đá thật đấy bự nhá to ấy. Ồ các bạn ơi ở mình tìm kiếm thấy có một cái bạn rắn nhá. Đây con rắn này thuộc loài rắn rết nhá. Ôi rồi ôi rắn rết đấy các bạn. Đấy các bạn có nhìn thấy con rắn này có nhiều chân lắm nhá. Ôi ôi chạy đi. Ôi rồi con rắn rết đấy các bạn nó có rất là nhiều chân luôn nhá. Ôi nó bò kìa. Ôi rồi ôi rồi. Ồ các bạn ơi mình bắt được rồi nhá. Đây này cho vào cái chậu rồi nhá. Ôi ôi đấy nó có mấy trăm cái chân nhìn các bạn nhá. Đấy rắn rết đấy. Rắn rết hay thường gọi là rắn ma đấy các bạn ơi. Ui rồi ui rắn ma luôn đấy kinh khủng nhờ. Ôi nó bò kìa. Còn rắn rết để có độc các bạn nha. Cho nên là không thể bắt được đâu nha. Ồ đây này các bạn này nhìn đây này. Ui rồi ui đấy rắn rết đấy. Ồ các bạn ơi đây này đi đi bắt ếch nhá các bạn. Đây bên trong cái hang này có một con ếch nhá. Ôi rồi các bạn nhìn này sâu sâu bên trong nhá có một con ếch Japan nha các bạn. Ồ mày vứt này đấy đấy nhìn không đấy. Đấy ui ai da nhảy xa thế nhở đâu nhở. Ôi đôi à trong cái hang này các bạn này. Oh my good job luôn. Ồ bên trong cái hang này có ếch này à, cua. Ồ các bạn nhìn này. Ồ nhiều cua quá. Ôi trời ơi đây là con cua các bạn. Hai con cua liền nhá. Ồ xịn nha. Ồ nhiều cua quá các bạn ơi. Đấy ba con liền, bốn con liền. Ôi nhiều quá. Đấy con cua các bạn nhá. Ồ các bạn. Hôm nay mình bắt được hai con cá chê nữa này các bạn này. Hai con cá chê nó đây này. Ôi xịn nhỏ. Ấy đẹp đấy. Cua đấy. Cua xịn nhá. Đây này. Ấy đây này các bạn đấy. Bò này. Đấy. Ok các bạn. Đấy, mình bắt được rất là nhiều cá chê, hai con cá chê vàng này. Đấy, ok. À đây các bạn, con cá gì đây? Có một con cá chim này các bạn này. Đấy, cá chim này đẹp đây này. Ơi xịn đấy. Ok bạn, cá chim này đẹp thế. Ô các bạn ơi. Đi bắt vịt nhá. Bắt vịt bắt gà các bạn ơi. Ôi xịn đi. Vịt gà con các bạn nhá. Đây gà con non to chip này. Ôi thôi. Ấy da, xịn đi. Các bạn ơi, ở cái vườn cỏ này có nhiều vịt với gà con lắm nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Ôi cứ tê cun ngầu thế nhỏ. Đấy các bạn ơi, đây là những con gà con đấy các bạn. Những con gà con non to chip chip mới được nở ra từ trong quả trứng
Gà này các bạn ấy, ui xịn nhỉ, ồ dễ thương ấy, một đàn nhiên các bạn nhỉ, có rất là nhiều những con vịt con đây này các bạn, con vịt quạc quạc này, nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, ui cun ngầu ấy nhỉ, ui nhiều lắm các bạn ơi, đây này, một ổ đèn nhỉ, một ổ đèn các bạn ơi, đây này, ôi xịn nhỉ, ai các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh cho mình nhá, ờ cảm ơn các bạn rất nhiều lắm, đây này các bạn này, đây con cá con nhá, cá con chip chip đây, xinh nhỉ, đây này, nhiều lắm nhá. Ấy, úi cu tê cun ngầu thế nhờ. Đây này, ui dồi một ổ đèn nhá. Đây là những con vịt con này mấy bạn ơi. Ờ xinh thế, cun ngầu thế nhờ. Đây các bạn ơi, gà vịt đã lớn rồi các bạn nhá. Đấy xong khoảng thời gian chăm sóc ấy các bạn. Đấy, lớn tướng rồi này. Ui dồi, cu tê cun ngầu thế nhờ. Các bạn ơi, mình đang cho vịt với gà ăn các bạn nhỉ. Ấy, ui dồi, mình bắt được nhiều vịt, vịt lắm các bạn ơi. Đấy, những con vịt con này. Đấy, đang ăn nhá, đang ăn cám này, đấy ăn đi, ăn nhiều vào thì nó mới mập, nó mới xinh này, ui ui ăn nhiều ăn nhiều, vịt đang ăn đấy các bạn ơi, những con vịt con đang ăn cám nhá, ô xịn xò nha, cu tê cun ngầu thế nhờ, ok đấy, vịt con đang ăn cám rất ngon luôn, ô ăn kìa, ơi ăn nhiều vào thì nó mới xinh, ui ui.